chào các bạn. Tôi đang trên đường rời Việt Nam để đi Tây Tạng. Chúng tôi sẽ quá cảnh ở Trung Quốc, rồi sau đó mới tiếp tục bay sang Tây Tạng. Tây Tạng là nơi của vùng đất thần linh huyền thoại, có biết bao câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Tôi đi Tây Tạng để tìm lời giải cho ba câu hỏi lớn: ta là ai, ta từ đâu đến và ta đi về đâu. Ba câu hỏi trên đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, giấy mực của các triết gia, nhà thông thái hay các tôn giáo, và các câu trả lời cũng có đáp án trong các kinh sách hàng ngàn năm rồi. Đó là các đáp án của những bậc đạo sư ngộ ra trong quá trình giác ngộ của bản thân các bậc đạo sư đó. Còn để tự mình trả lời ba câu hỏi trên, tức là mình đã đến được cảnh giới thông thiên giác ngộ rồi. Có nhiều con đường tu tập khác nhau để đến được trạng thái giác ngộ đó, nhưng bản chất chung vẫn là làm cho tâm thức tăng độ rung động lên cao dần, cho đến khi đủ cao để hòa vào tần số rung động của vũ trụ. Khi ấy, người đó tự nhiên có khả năng thông thiên, do đó họ có thể thấu hiểu mọi sự việc, có thể tải về mọi dữ liệu có trong vũ trụ. Để tăng rung động tâm thức, người ta thường thực hành thiền định như là ngồi tâm không, thiền quán, đọc kinh, niệm chú, thiền hành. Hoặc là người ta có thể thực hành lòng từ bi, tình yêu thương vô điều kiện. Hay người ta có thể thực hành những biện pháp tu tập, sám hối, giải nghiệp, những biện pháp có lợi ích cho tha nhân chúng sinh. Tiếp đến là thanh lọc thể xác, ăn uống rồi tập luyện, thanh lọc tâm trí, luyện suy nghĩ tích cực và hướng thiện. Sau cùng là hành hương về những xứ sở nào đã từng có các bậc giác ngộ hiện diện bằng thân xác ở đó. Các ngài để lại không biết bao nhiêu di sản từ những tế bào, không biết bao nhiêu ADN của mình ở đất đá, ở núi sông nơi đó. Chúng đã lưu giữ lại và liên tục phát ra những năng lượng tâm thức rất cao từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ. Hành hương đến địa phương đó, đến đúng vị trí của các bậc giác ngộ từng sống đó, hòa vào dòng năng lượng tâm thức cao đó mà thiền, mà cộng hưởng, tâm thức của chúng ta từ đó mà tăng rung động lên theo. Trên con đường trả lời ba câu hỏi trên, tôi đã lần lượt thực hành các cách trên để tăng dần rung động của bản thân, và tôi cũng đã tìm kiếm, sàng lọc rất nhiều thánh địa nổi tiếng trong nước và thế giới để đến viếng thăm. Tôi bắt đầu ở những nơi ít quan trọng nhất và tăng dần lên theo trụ rung của tâm thức. Tôi đã lần lượt đi hành hương đến những địa danh tâm linh hàng đầu như Yên Tử, Thất Sơn, Tà Lơn, nơi đã từng có những vị giác ngộ của Việt Nam như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Phật Thầy Tây An, Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Mỗi một nơi đi đến là tôi sẽ được học hỏi, được trải nghiệm và tăng cấp độ rung động. Khi rung động lên đến một cấp độ nào đó thì tôi mới tiếp cận được một địa linh nhân kiệt hay một bài học tương ứng. Lâu dần, tôi cũng tích lũy kha khá độ rung động để sẵn sàng cho chuyến đi tiếp cận với độ rung cao hơn nữa. Khi tôi tìm kiếm ra nước ngoài, cái tên núi Kailas, tức là núi Tu Di, đập vào mắt tôi rất vang dội. Núi Kailas là ngọn núi đầu tiên trong 4 ngọn núi thánh ở Tây Tạng, và đây cũng là ngọn núi thánh chung của 4 nền tôn giáo gồm Bon là cái tôn giáo bản địa của người Tây Tạng, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Trong Ấn Độ giáo, núi Kailas được coi là nơi ở của thần Shiva. Phật giáo lại cho rằng Đức Phật đã từng sống ở đây. Trong kinh điển Mật Tông của Phật giáo Tây Tạng, núi Kailas được coi là dạng đặc thù của ngọn núi thần tiên ở nhân gian, sở hữu sức mạnh to lớn và huyền bí. Núi Kailas cũng được coi là trung tâm thế giới trong lòng những tín đồ của các tôn giáo. Đây cũng được coi là thánh địa không thể tùy tiện xâm phạm. Những tôn giáo coi Kailas là ngọn núi thiêng liêng đều tin rằng có những vị thần trong tôn giáo của họ đang ở đây, nên ngọn núi này còn được mệnh danh là vua của những ngọn núi linh thiêng. Phật sống Tây Tạng Wisu Rinpoche đã chỉ ra rõ ràng ở trong các tác phẩm của mình rằng lối vào thế giới bên trong trái đất nằm ở Kailas, và có một Shambhala văn minh cao cấp khác cũng được cất giấu ở đây. Shambhala là một vùng đất được nhắc đến rất nhiều trong các văn tự cổ xưa, trong các văn bản tiếng Phạn, có nghĩa là nơi chúng bình yên, nơi chúng an lạc. Đến đây tôi không biết độ rung động của mình có thể tiếp cận được nơi này hay không, nhưng bên trong tôi cứ thôi thúc tôi phải tìm mọi cách để đến đó. Và tôi đã mất thời gian chuẩn bị lên đến 5 năm từ việc đi tìm kiếm thông tin, chuẩn bị kinh phí, chuẩn bị thể lực và quan trọng là độ rung tâm thức cần thiết để thanh lọc cơ thể. Tôi không hiểu tại sao mình lại mất nhiều thời gian đến như thế, nhưng tôi nghĩ là tôi chưa đủ rung động để Kailas chấp nhận mình. Người Tây Tạng có câu, người không chọn núi mà là núi chọn người, chính là ý nói về điều này. Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, các điều kiện đủ duyên đã hội tụ, tôi mới có thể lên đường. Và đó là lý do cho chuyến đi ngày hôm nay. Chuyến đi đến núi Kailas tìm Shambhala thần tiên huyền thoại. Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội, Việt Nam, bay sang Chengdu, thành đô Trung Quốc. Và sau đó,
sẽ đáp chuyến bay nội địa sang Lhasa, Tây Tạng, và bây giờ thuộc về Trung Quốc. Sân bay Song Lu, thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tôi tìm đoàn đi Calat qua một người quen giới thiệu, một hội nhóm mật tông tại Hà Nội chuyên đi hành hương về các thánh địa của Tây Tạng. Dẫn đoàn là một người Đà Lạt đã thích nghi độ cao 1.500m cho đến 2.000m và am hiểu rất nhiều về các điểm hành hương, con người và văn hóa Tây Tạng. Trang phục cho chuyến đi là bộ quần áo của dân trượt tuyết để chống lạnh. Nếu có mưa thì mua thêm bộ quần áo mưa của rạng đông. Về giày thì chúng ta có thể mua loại chống nước cổ cao. Ba lô thì lựa loại có trợ lực. Đây là phương tiện để đi bộ ở Calat. Ngoài ra, chúng ta còn trang bị thêm bình nước giữ nhiệt và bình oxy, ta có thể mua ở dưới chân núi. Thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thành đô là trung tâm giao thông chính cho du khách đến Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, là điểm khởi đầu cho các chuyến hành trình đường bộ đến Tây Tạng bằng ô tô hoặc bằng tàu hỏa, mang đến cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực Tây Tạng ngay cả trước khi đến với cao nguyên. Thành đô còn là cổng vào thắng cảnh đẹp nhất Trung Quốc, đó là Tây Tứ Xuyên. Tự hào có vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp, bao gồm công viên quốc gia Cổ Trại Câu, nổi tiếng với những hồ và thác nước đầy màu sắc là điểm đến không thể bỏ qua. Tiếp đến là công viên quốc gia Hoàng Long. Những công viên này nổi tiếng với hồ nước hoang sơ, những đặc điểm nước sôi động, những đỉnh núi phủ đầy tuyết và phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Thành đô là thành phố hạnh phúc nhất đất nước, một nơi mà người dân địa phương lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Thành phố này được bình chọn là thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc trong 12 năm liên tiếp theo khảo sát thường niên dựa vào các dữ liệu bình chọn từ người dân, chuyên gia cùng điểm chấm cho các hạng mục như là thu nhập, dịch vụ, y tế, mức sống trong thành phố. Thành đô còn là kinh đô ẩm thực của thế giới, là nơi đầu tiên được UNESCO chứng nhận là thành phố ẩm thực vào năm 2010. Một trong những món nổi tiếng nhất ở đây chính là lẩu hay đậu hũ Tứ Xuyên cay xé lưỡi, món bánh bao rong gồm có nhân thịt với dầu ớt và nước tương ngọt, và mì. Hai món khác bạn cũng không thể bỏ lỡ là vịt thun khói và thịt mang vị mặn cùng với tô pha, là một cái loại đậu phụ mềm và ngọt. Thành đô còn là kinh đô của nước Thục Hán Đại Tam Quốc, nơi đây vẫn còn thờ tưởng nhớ đến Lưu Bị và Khổng Minh ở Vũ Hậu Tự. Thành đô còn là nơi nghiên cứu và nuôi dưỡng gấu trúc được xây dựng để giải cứu và bảo tồn loài động vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ở gần thành đô còn có Lạc Sơn Đại Phật, là bức tượng Phật ngồi khổng lồ được chạm trổ trên vách núi Lăng Vân. Đây là một kiệt tác nghệ thuật và là một di sản lịch sử quý giá của Trung Quốc. Lạc Sơn Đại Phật cao 71m được mệnh danh là bức tượng Phật lớn nhất thế giới. Nơi dừng chân của chúng tôi tại thành đô là Măng Sơn Lạc Xá Đại Tử Điếm. Chúng tôi tranh thủ check-in nhận phòng một đêm ở lại đây. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ lên đường đáp chuyến bay đi Lhasa. Vì chuyến bay quốc nội thì cũng không có gì có là nó. Bữa ăn tại Thành Đô rất ngon miệng và chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Nhấp thử một ngụm trà Tứ Xuyên và để cho ngắm cái hương vị thơm ngát sảng khoái cả người. Thơm lắm đấy bác ạ. Bữa ăn có mì, cơm trắng, cá, đậu hũ Tứ Xuyên, cải xào, rau muống, rau xào, đậu hũ trắng. Sáng hôm sau, chúng tôi có một buổi ra mắt thử đồ trên xe, ra sân bay. Không khí rất vui vẻ và trẻ mở. Đối với em thì em anh Cường là kiếp trước là em với anh Cường là dì ghẻ, em có chồng. Tức là đi đâu thì em nghĩ là lúc nào cũng bị soi, bị chỉ chiết đủ thứ. Khi bay từ Tứ Xuyên lên cao nguyên, chúng tôi nhận ra ngay sự khác biệt về không khí, độ và sự khác biệt của nó.
trời hôm nay rất đẹp. Chúng tôi bay ngay một đỉnh núi cao hơn cả tầng mây cao nhất, tức là hơn 5.000 mét. Rất có khả năng đó là ngọn Everest, với đỉnh hình chóp và tuyết phủ trắng xóa. Một ngọn núi khác cao trên 5.000 mét cũng vào tầm ngắm của tôi. Bữa ăn trên máy bay là cháo trắng, ăn với cải muối rất là ngon. Kèm thêm là một bánh hamburger và hai muối cam và nước uống. Tây Tạng, vùng đất huyền bí, mái nhà của thế giới với độ cao lẫn độ bao phủ của Phật giáo Tây Tạng. Một trong những tôn giáo cổ xưa, không chỉ là chốn hành hương của Phật tử, Tây Tạng còn là điểm ước mơ của nhiều du khách với những trải nghiệm độc đáo. Cao nguyên Tây Tạng nằm ở đông bắc của dãy Himalaya hùng vĩ, trải dài trên lãnh thổ Trung Quốc và các nước Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pakistan. Tuy nhiên, nhắc đến khu Tây Tạng là nhắc đến vùng lãnh thổ thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nơi đây được mệnh danh là mái nhà của thế giới do nằm ở độ cao trung bình là 4.900m so với mực nước biển. Từng bí ẩn với thế giới trong hàng thế kỷ, Tây Tạng là vùng đất có văn hóa lâu đời và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tây Tạng bị cô lập thế giới bên ngoài bởi vị trí địa lý và khí hậu khắc nghiệt. Vùng đất này chỉ mới mở cửa đón khách từ năm 1980. Nằm trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng trải dài 1,2 triệu km vuông, chiếm 1/8 tổng diện tích của Trung Quốc. Không chỉ sở hữu núi cao, địa hình vùng đất này còn đa dạng với thung lũng sâu, sông băng và sa mạc. Tây Tạng là cao nguyên cao nhất hành tinh. Khi đi du lịch ở đây, du khách cần sử dụng bình oxy. Không giống khách du lịch, người Tây Tạng có gen khác biệt, giúp thích nghi với địa hình khắc nghiệt. Đó là lý do họ có hệ tuần hoàn và tim mạch khỏe mạnh có thể sinh sống ở độ cao như vậy. Mặc dù có địa hình núi cao hiểm trở, vùng đất này có cơ sở hạ tầng phát triển. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của du lịch, điều kiện nơi ở của Tây Tạng được cải thiện nhiều. Khách sạn và nhà nghỉ được xây dựng ở các thành phố lớn nhỏ. Hầu hết con đường ở Tây Tạng đều rộng và sử dụng tốt. Dọc theo những cung đường, du khách có thể khám phá nhiều điểm tham quan ở vùng đất này. Được mệnh danh là cực thứ ba của thế giới, Tây Tạng sở hữu nguồn nước và băng khổng lồ sau Bắc Cực và Nam Cực. Đặc biệt, vùng đất thiên còn là nơi bắt nguồn của những con sông lớn ở châu Á là Hoàng Hà, Dương Tử, sông Ấn, sông Hằng, sông Mekong và sông Brahmaputra. Còn ở Tây Tạng, sông Yalun Thangpo, Nhã Lộ Tạng Bố là sông quan trọng nhất. Theo lịch mặt trăng, mỗi năm Tây Tạng tổ chức hơn 100 lễ hội và thể hiện bản sắc văn hóa và tôn giáo khu vực. Trong mỗi lễ hội lại có một chuỗi hoạt động các trò chơi, lễ kỷ niệm, hội chợ là trung tâm văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng. Thành phố Lhasa có nhiều lễ hội thu hút khách du lịch như Tết Tây Tạng và lễ hội Sô Tôn. Ở Tây Tạng có nhiều chùa chiền và tu viện, hầu hết đều được xây dựng ở trên núi. Người dân tin rằng ngọn núi là nơi ở của những vị thần, nơi linh thiêng để thờ cúng. Trong đó phải kể đến cung điện Potala là cung điện Phật giáo nổi tiếng. Từ xa nhìn lại, du khách có thể dễ dàng nhận thấy cung điện nổi bật trên đỉnh núi. Thời gian thích hợp nhất để du lịch Tây Tạng là mùa thu và mùa xuân, khi tiết trời mát mẻ và trong xanh. Tuy nhiên, Tây Tạng cũng là điểm đến thú vị cho du khách vào mùa đông. Lhasa được mệnh danh là thành phố ánh dương với hơn 3 giờ sáng mỗi năm. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình của thành phố là 10 độ C. Cung điện Potala và chùa Đa Chiêu vắng khách du lịch hơn các mùa cao điểm. Bò lông dài dắt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Tây Tạng. Không chỉ giúp canh tác nông nghiệp, bò dắt còn là nguồn cung cấp sữa, bơ và sữa chua trong khẩu phần ăn của người dân. Trong hoạt động du lịch, chúng còn đóng vai trò nhân viên phân phát, giúp du khách có thể đi bộ dễ dàng và thoải mái hơn, đặc biệt là trên đường lên núi ở Kalat Kora. Chúng tôi đã đến sân bay quốc tế Gongga, Lhasa, Tây Tạng. Khó thở, đầu óc nặng như đá đeo là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước ra khỏi cửa chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống Lhasa. Cái bánh mì kinh đô ép ni lông của tôi để trong ba lô tự dưng nổ đánh bớt do quá căng thẳng khi lên cao áp suất bị giảm. Cái chai nước suối mang từ dưới đồng bằng lên bị phòng căng cứng như bơm lớp. Vài du khách vật vã đầy mệt mỏi vì thở như cá ngáp. Các bình oxy cỡ nhỏ bày bán trên các quầy hàng tại phòng chờ sân bay.
những chiếc bình này sẽ trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của chúng tôi. Mỗi bình cho độ 3-40 lần ấn nút nạp oxy vào cơ thể. Tôi thực hành triệt để nguyên tắc đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để tiết kiệm từng chút oxy mà vẫn mệt nhoài. Có người còn bảo tôi tập thái cực quyền hay sao mà chuyển chuyển nhẹ nhàng thế. Đó chính là hội chứng AMS, chứng sốc độ cao. Dưới góc độ khoa học thì AMS là hội chứng thiếu oxy mô, nghĩa là lượng oxy vào mô quá ít so với mức bình thường, dẫn đến rối loạn cân bằng nội mô tế bào, thiếu hụt năng lượng đi kèm, thiếu máu cục bộ tế bào, hậu quả là gây nhiễm axit, giảm tổng hợp protein, gây ngưng trệ quá trình của cơ thể. Vì thế con người luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, dễ mắc bệnh. Hội chứng sai độ cao sẽ thực sự nguy hiểm khi ở trên 3.000m, đặc biệt là khi bạn vận động nhanh. Bạn sẽ chịu tác động của độ cao khi lên đến 3.500 và 4.500. Những triệu chứng thường bao gồm đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, mất vị giác và mất phương hướng, khó ngủ, thở khó, tim thỉnh thoảng đập mạnh, buồn nôn, ngủ liệm, biến chứng như phù phổi, phù não hoặc dẫn đến tử vong là có thật và có thể xảy ra đến rất là nhanh. Nếu bạn thấy quá mệt thì phải mang bình oxy cấp cứu ngay, bất kể giờ nào không được trì hoãn, bởi thiếu oxy trong lúc ngủ có thể khiến người liệm đi, thậm chí hôn mê rất là nguy hiểm. Về lý thuyết, cơ thể con người sẽ dần dần thích nghi với độ cao sau một vài ngày thôi. Thường thì người có vóc dáng to cao, dư thừa cơ bắp sẽ dễ bị AMS đánh gục hơn những cô nàng bé nhỏ trong gầy gò và yếu ớt. Do lượng không khí loãng vốn chỉ còn 3-40% vừa đủ cho nhu cầu tối thiểu của sự vận động, trong khi cơ thể ở dưới đồng bằng đã quen đòi hỏi nhiều hơn lượng bình thường, khiến cho các trang nam di to lớn kềnh càng như tôi đột nhiên trở nên mong manh, dở vỡ đến tức cười. Người Tây Tạng đã tiến hóa để có gen thích nghi với cái độ cao này và không khí loãng này. Sự biến đổi gen giúp người Tây Tạng sống sót, tồn tại ở trên cao có thể được di truyền từ một chủng người cổ đại đã tuyệt chủng. Nếu họ di chuyển về đồng bằng thì họ cũng sẽ bị sốc đồng bằng do áp suất cao và không khí dày đặc hơn. Lhasa, vùng đất linh thiêng và bí ẩn. Lhasa trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là vùng đất của sự thánh thiện. Ngoài ra, thành phố này còn được biết đến với một cái tên khác, đó là thành phố của ánh dương. Với số giờ có nắng lên đến 3.000 giờ trong năm, nằm yên bên bờ bắc của dòng sông Lhasa thuộc vùng thung lũng dãy núi Himalaya. Thành phố Lhasa xinh đẹp với hai phong cách khác biệt. Bên phía tây thuộc nhộn nhịp và sầm uất với nhiều trung tâm mua sắm tương tự với những thành phố hiện đại khác của Trung Quốc. Phía đông trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp linh thiêng, lãng mạn và có phần bí ẩn. Nơi đây cũng được ví như đất Phật, vùng đất sùng đạo với nhiều ngôi chùa cổ kính. Du lịch đến thánh địa Lhasa sẽ là một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa. Bạn sẽ không ngừng di chuyển giữa những ngọn đồi núi cao, nhìn thấy đỉnh Himalaya hùng vĩ và những đám mây, hay cảnh quan thảo nguyên Tây Tạng bạt ngàn. Chúng tôi vào quán ăn của người Tây Tạng. Đây là cái loại trà viên của Tây Tạng. Đặt chân tới Lhasa, việc đầu tiên du khách cần làm là thưởng thức một ly trà bơ giúp giảm chứng say độ cao có thể dẫn đến choáng ngất. Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt và độ cao này, người Tây Tạng thường ăn nhiều thịt cùng thực phẩm chủ yếu là bơ, sữa chua, trà. Mặc dù không thể trồng được trà, nhưng người Tây Tạng lại tiêu dùng một lượng rất lớn nhập khẩu từ Ấn Độ. Tây Tạng là vùng đất đa dạng văn hóa với sự hội tụ sinh sống của các dân tộc Tạng, Môn Ba, Khương, Lạc Ba, Hán và cả các tín đồ Hồi giáo. Bữa ăn gồm có đậu xào, đậu hành, lạp xưởng xào hành tây, ớt chuông, cà chua, mộc nhĩ, ăn với mành thầu. Su su xào nấm, mộc nhĩ. Mì bắp. Và canh cải nấm. Xong là chúng tôi sẽ về khách sạn và ở đây 1-2 ngày cho thích nghi dần với độ cao. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ đi thăm viếng các điểm nổi tiếng tại Lhasa.
nếu thấy thích hãy bấm đăng ký để theo dõi những phần tiếp theo nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.